Lời nói đầu tiên em có xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt các bạn. Ngày 9 tháng 9 năm 2023, một cái ngày rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái chủ đề theo yêu cầu của khán giả và theo lời hứa với mọi người để mọi người tiện theo dõi. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi sẽ đến phiên tòa của chị Hằng diễn ra dự trù 2 ngày vào ngày 21 và ngày 22 tháng 9. Như vậy là 19 20 19 là 10 ngày, 10 ngày và 21 là 2 ngày. Như vậy là còn 12 ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa này. Trong thời gian 12 ngày này đã xảy ra quá nhiều những cái thông tin hết sức là gay cấn và thú vị. Đó là một số người trước đó được xem là bị hại, họ đã mất cái tư cách tố tụng bị hại này và thay đó là cái tư cách tham gia tố tụng với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong thời gian qua thì toàn bộ những cái người có liên quan họ đã kiến nghị lên tòa yêu cầu phục hồi cái tư cách người bị hại. Đó thì hết anh Đàm rồi tới cô Dào, Đinh Lan, một số người khác. À, đặc biệt trong này thì có em Vio đó, em Vio cũng là một trong 10 người làm cái kiến nghị về vấn đề xem lại tư cách tham gia tố tụng của mình. Mình là cái người nộp đơn ha, mình là cái người nộp đơn để tố giác bà Hằng, do đó mình phải là cái người bị hại. Cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là để cho các anh chị chuyên môn đánh giá, mình chỉ phân tích trên vai trò tìm hiểu về pháp luật và từ những cái bằng chứng và chứng cứ đó ở quá khứ. Ở trong quá khứ thì không ai có thể là làm lại được những gì cả. Ở trong quá khứ đã phát ngôn tầm bậy thì ở tương lai và hiện tại phải chịu trách nhiệm. Ok, để vào cái bản tin này như đã hứa thì mình chào mọi người một chút xíu nha. Em xin chào anh Lương Thái nha. Ok anh, xin chào chị Sầu Ngọc Quỳnh, xin chào chị Ước Nguyễn và xin chào khán giả Phan Huy. Đó, khán giả cảm thấy tiêu đề này như thế nào, có hấp dẫn không ạ? À? Cứ tối ngày đòi mình là người bị hại mà trong khi mình có hại người ta không? Mình có lên tiếng cho người ta không? Mình có im như ông Bụt không? Mình có im lặng không trước những sóng gió? Hay là khi mà người ta nói với mình thì mình lại trả lời ăn miếng trả miếng? Mà vấn đề ăn miếng trả miếng, không lẽ giờ ai người nào đụng trước người đó là cha sao? Giống như con nít vậy, đâu có được các bạn. Đó thì tôi hứa với các bạn làm cái vấn đề này nó ra ngô ra khoai để cho các bạn biết. Tuy nhiên vấn đề phán tội của chị Hằng không dừng lại lại những YouTuber như như tôi hay là như các bạn hay khán giả như các bạn, mà ở đó là một cái phiên tòa của hội đồng xét xử. Đó, nhiều người ghét chị Hằng thì muốn giam chị Hằng thật lâu ha, giam thật lâu tội thật nặng, còn những người yêu mến chị Hằng thì muốn phóng thích chị Hằng ngay tại phiên tòa đó, thì ai cũng có lý do đó. Tuy nhiên cái lý do phóng thích chị Hằng tại phiên tòa thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn, tại vì nhiều cái người khác họ chưa có hiểu về vấn đề này, chị Hằng tội gì, tội ra sao. Hiện tại bây giờ chị Hằng bị tội 331, cái khung là từ 2 năm đến 7 năm. Ví dụ như chị Hằng được phán tội là 36 tháng ha, nhưng mà cái thời gian tạm giữ là thời gian tạm giam là 18 tháng, cộng với những cái vấn đề mà thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thứ nhất, thứ hai nữa là lỗi một phần do những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đó. Thứ ba nữa là có công với xã hội, làm những việc thiện nguyện. Và thứ tư nữa, ví dụ như tôi sắp sửa tôi làm và thứ hai sẽ nộp vô không biết kịp không, đó là những cái lá đơn xin giảm án của những người không quen biết nhưng mà đã được chị Hằng giúp đỡ. Đây là tôi nghĩ rằng đây là một cái suy nghĩ rất tích cực, và cái người được hưởng và cái người được làm cả hai đều rất là vui vẻ. Nó dẫn đến một vấn đề về cái tư duy rất là tích cực mà tôi nghĩ rằng mọi người cũng nên làm như vậy. Có một cái chị, tôi xin lỗi mọi người đã để cho mọi người chờ lâu hơn một tuần qua, chị đã làm một cái lá đơn viết bằng tay. Chị không biết làm cách nào để mà giúp chị Hằng được giảm nhẹ tội, cho dù chị không có giúp chị Hằng giảm nhẹ tội được, nhưng mà trong lòng chị cảm thấy có chữ bứt rứt là thế thế nào. Cái ơn nhân cứu mình mà mình thấy người ta bị tù tội như vậy, mình không biết làm thế nào để giúp đỡ đó, không biết cách nào cả các bạn đó. Thì các bạn thấy rõ ràng không phải là một người Nguyễn Phương Hằng mà giống như các bạn suy nghĩ ngay từ đầu, là một cái người mà phải nói là rất là tốt cho xã hội này, tôi dám tuyên bố như vậy đó.
Còn ai nói chị Hằng không tốt cho xã hội này cứ điện thoại chửi tôi nghe hết. Nếu mà không tốt cho xã hội này, người ta làm đơn xin giảm nhẹ đi làm gì? Trời ơi, đã tạm giam 18 tháng rồi mà chúng còn chửi nữa thì tôi không biết những cái người đó là những người như thế nào các bạn. Chắc họ không có quả tim. Không quả tim. Ok, khán giả vào cũng nhiều rồi thì em cũng xin phân tích về vấn đề này. Hứa với mọi người, em đã tìm hiểu từ cái tin nhắn mà anh Tony Phạm bảo rằng sẽ lập vi bằng trong tương lai. Thì tôi mong bằng như vậy đây. Cái tin nhắn này được phát vào November 08 vào lúc 8 giờ sáng 45 phút. Đó. Và tôi thấy avatar này thì các bạn thấy không? Không quen không? À, avatar giống như bạn của chị Hằng vậy đó. À, để lập vi bằng là mình nói đúng luôn. Còn chưa lập vi bằng thì thôi, mình chỉ nói bóng nó gió đó. Thì đây November, tôi nên coi tiếng Anh á là tháng 11. Ngày 8 tháng 11 năm 2021. Như vậy là vào 8 tháng 11 đây. À, sẽ có những cái bài báo nào viết về vấn đề ADN này. Thật bất ngờ. Thật là bất ngờ cái sự trùng hợp. Phải nói là quá ư là trùng hợp. Các bạn lương cứ bơi vào đây. Tôi chấp các bạn hết. Tôi chấp các bạn hết. Các bạn lên trên mạng các bạn bấm. Vi Oanh khẳng định gia đình chung dòng máu đòi bắt bé Út ai đó đi xét nghiệm. Cái bài báo cà khịa chị Hằng, nhưng mà bây giờ nó lại giúp chị Hằng. Chỉ cần cái tin nhắn này thôi, nó được lập vi bằng và kết hợp những bài báo này. Bài báo South Star đó các bạn. Báo South Star đó. Đây bài báo này, các bạn lít vào, các bạn lít vào. Đó, chị đâu con sâu. Chị đâu con sâu. Đó, kiếm tin nhắn. Các bạn làm rồi, các bạn vô đi, coi đi, coi đi. Coi cái bài báo này nó phát vào thời điểm nào. Và những bài báo khác. Nghe các bạn. Đó. Còn cái bài báo tiêu đề của tôi á, là bài báo... Báo gì tôi quên coi tiêu đề các bạn. Các bạn thông cảm. À. Báo pháp luật. À, pháp luật và đời sống. Pháp luật là cuộc sống. Đó. Bài báo sao xa mà tôi đưa lên cho các bạn. Trùng hợp là nó được xuất bản vào ngày 9 tháng 11 năm 2021. Chỉ xê xịt với tin nhắn đó đúng một ngày thôi. Như vậy là cái vấn đề anh Tony Phạm đưa những tin nhắn đó vô có vu khống cho ai không? Có làm nhục ai không? Thì tự các bạn suy nghĩ. Cái tin nhắn để vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, bài báo ra vào 9 tháng 11 2021. Bài báo này với nội dung gì? Nội dung ra sao? À, tôi đọc cho các bạn nghe nha. Trời ơi. Vi Oanh khẳng định gia đình chung dòng máu đòi bắt bé Út ai đó đi xét nghiệm. Ôi trời, cái này MBO coi lợi nha. Chứ còn em xin tò cái chuyển cái tư cách em trở thành người bị hại thì anh nghĩ rằng nó khó lên, khó còn hơn lên trời nữa. Tuy nhiên thì nếu anh là em, anh cũng vẫn làm như vậy thôi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. À, nhưng mà theo anh suy nghĩ thì em không có khả năng đó. Còn các bạn suy nghĩ như thế nào tùy các bạn nhé. Tôi vẫn đưa ra nhiều luồng thông tin các bạn suy nghĩ. Theo bản thân tôi thì em này sẽ không có thay đổi đâu các bạn. Tại vì em này đã có trả lời tin nhắn đối đáp lượm liền với chị Hằng. Chứ không phải là nín thinh. Còn bị hại thật sự á, là những cái người bị mất tiền á. Những người bị mất 14 tỷ 700 triệu á. Anh Bình Lê thấy cái phát hiện này của em có hay không ạ? Và đây là cái tập cuối về cái vấn đề mà em VR em đòi trở thành người bị hại trong cái vụ án này. À, em đòi trở thành người bị hại thì ok, đúng rồi. Nếu anh là em, anh cũng phải làm như vậy để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. À, tránh những cái rủi ro sau này. Và tôi đã phân tích rồi, em này đã bị triệu tập hết một lần. Các bạn nhớ không? Đó, bây giờ thì
Hôm trước tôi đã hứa với mọi người là sẽ đưa ra những cái tin nhắn để mà khớp với tin nhắn của anh Anthony Phạm, để xem anh Anthony Phạm có vu khống ai đó không, có vu khống bạn của chị Hằng không. Và tôi mong muốn rằng cái tin nhắn đó của anh Anthony Phạm sẽ được lập vi bằng. Vì cái tin nhắn đó ghi vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, bài báo thì ghi vào 9/11/2022. Tối ngày 8 tháng 11 đó, nữ CEO Bảy Nam tiếp tục réo tên Vi Anh trước thông tin trên. Giọng kỹ đồng xanh đăng đàn khẳng định gia đình con chung dòng máu và nữ ca sĩ đề đòi bắt bé Út đó ID xét nghiệm ADN. Vi Anh bày tỏ lại lòng lộng lên rồi, sao không dành thời gian quý báu bên gia đình con cái nhỉ, hoặc giúp việc gì đó cho công ty, cho chồng, ví dụ như bưng bê tài liệu chẳng hạn, nếu không biết đọc văn bản. Mình khẳng định gia đình mình một dòng máu đỏ da vàng và một ông bố đem một mẹ, chứ không phải hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ như ai đó nha. Sao lại si bụng ta ra bụng người rồi bắt người ta rồng rắn làm theo ý của mình nhỉ? CEO rác sao, nếu bỗng một ngày nào đó trời tôi bắt bé Út của bà phải đi xét nghiệm ADN với chồng bà và 20 người đàn ông khác theo rất nhiều đời đồn 8 tháng qua, rõ ràng như vậy bà bỗng quá thành nô lệ của tôi, bỗng nhiên phải làm những gì tôi nói đúng không nào? Vậy thì động não và đặt mình vào vị trí chút sao CEO rác sắp ăn hành ơi, biết sắp thua tôi nên pháp lý nên làm loạn cho đỡ nhục đi mà. Cái nết của bà tôi với tôi tất cả mọi người còn lại gì nữa, ai tin lời bà này mà cứ róng cho mất giọng chi, dành thời gian quý lần lại bên gia đình mình rồi tôi róng luôn. Nói như vậy là tôi róng luôn các bạn, tôi róng rồi. Tôi là YouTuber mà tôi còn có vấn đề phân tích như vậy thì cái bác Hồ Nguyên Lễ bác giỏi vừa gì, không lẽ những vấn đề này bác không biết? Các bạn thấy những thông tin mà về điều tra hay là thu thập chứng cứ bên Đại Nam, bên chị Hằng có thông báo với báo chí biết cái gì không? Chỉ một lần duy nhất chúng ta được biết chị Hằng nói từ trong trại tạm giam ra đền bù thiệt hại 74 tỷ đồng. Tòa phán làm sao tôi đền bù như vậy? Đơn giản, chưa có biết một thông tin gì cả. Mà chính vì chưa biết thông tin gì cả thì những cái người kiến nghị lên tòa đòi lại tư cách bị hại hãy cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bây giờ bên phía bên luật sư chị Hằng chỉ cần liên hệ với bài báo này thôi và hỏi chị cái nguồn này chị viết do đâu. Cái nói cái nguồn này tôi lấy từ cái Facebook của em Vio đó, rồi sau đó thì chuyện gì đến nó cũng đến, tại vì bài báo này vẫn còn tồn tại trên đây. Bài báo này vẫn còn tồn tại trên đây, như vậy là những điều của họ nói đều hoàn toàn chính xác. Mà hoàn toàn chính xác thì chúng ta khớp lại với tin nhắn của anh Anthony Phạm, ai đó nhắn tin ra, tại vì lúc đó anh chống chị Hằng ghê lắm, cho nên phải tuồn thông tin cho ảnh để mà ảnh làm cho bà chị Hằng điên tiết lên. Các bạn nhớ không? Đó, thì thành ra là cái bài báo này và những cái dữ liệu mà Anthony Phạm đưa nó rất trùng khớp với nhau. Là đúng là 8 tháng 11 luôn. Đây. Đây. Cái gì làm giả chứ cái này đâu làm giả được các bạn, thời gian sao làm giả được các bạn? Thấy không? À, tôi hứa với mọi người là tôi cũng đã thực hiện lời hứa của mình rồi đó nha các bạn. Còn lời hứa tham dự phiên tòa của chị Hằng, tôi đang đấu tranh với phụ huynh các bạn. Đấu tranh phụ huynh gán đấu tranh từ đây tới ngày 20 tôi báo các bạn biết nha. Để các bạn bảo rằng ông này ổng dốc láo, ổng hứa lên cái phiên tòa của chị Hằng mà họ không đi, đang đấu tranh. Đúng, thông tin này Phương Hằng biết đúng, khán giả Phi Ban biết. Nhưng tôi nhắc lại cho ai đó, những ai đó đang còn trông chờ vào cái phiên tòa chị Hằng diễn ra vào quản phiên tòa và đòi kiện chúng tôi, chẳng hạn như chị Lan đòi kiện chúng tôi đó, thì tôi chờ đợi những cái tin nhắn của anh Tony Phạm đem lập vi bằng ha, rồi đưa qua bên phía Đại Nam hay là luật sư Hồ Nguyên Lễ. Rồi lúc đó ha, người ta đưa cái đó đọc trên tòa thì coi chừng đó, nghe chưa? Chớ đưa hình tôi lên, không có kêu tên tôi mà đưa hình tôi lên, thấy tôi đẹp trai rồi kêu tôi bằng súc vật. Người ta cự, người ta nói chị là chị nói chuyện có văn hóa, có lịch sự, mà tại sao chị gọi người ta là súc vật trong khi người ta chưa bao giờ nặng lời với chị? Thì nói tôi kêu như vậy đó chứ tôi không kêu tên. Các bạn thấy rõ ràng là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chị đẹp trong cái quả không hút hết cái quả này rồi. Tôi nói các bạn hết cái quả này rồi, chỉ còn có 12 ngày nữa thôi. Tôi đang ngóng trong từng ngày, giống như hôm trước ngày 1 tháng 6, ngóng trong từng ngày
Còn cái vụ 74 tỷ hả? Tôi nói các bạn lật một cái một à. Lật kèo một cái một 74 tỷ nha các bạn. Dạ. Em đang đấu tranh với phụ huynh anh Bình Lê ơi. Tại vì nhà có hai vợ chồng mà. Với đứa con còn nhỏ quá. Mình đi cái nửa đêm nửa hôm lỡ nó bị cái gì cái. Thì không biết nói làm sao. Với vai trò mình cũng là một người YouTuber nhưng mà mình cũng là một người cha. Nhà khán giả cũng thông cảm cho tôi, nếu tôi độc thân là tôi không thể không, nếu mà tôi độc thân đó thì tôi sẽ làm giống như em Hương Quảng Châu vậy đó. Sợ tại sao các bạn biết là tại sao những người đó đó gần gặp nhà của cái chị bán rượu không? Sợ trốn. Sợ trốn đó, chẳng sợ trốn do đó là phải cà khịa hoài như vậy đó để cho bà ở trong đó bà không có trốn. Các bạn hiểu không? Đó, lên trên mạng nói tụi tôi vu khống làm nhục, tụi tôi nhịn dữ lắm rồi ha. Tụi tôi nhịn lắm rồi chứ không phải là tụi tôi sợ đâu. Từ từ tôi sẽ tiếp từng người hết ha. Mỗi người 3-4 video clip gì đó để cho người ta biết. Coi chừng cái người bị hại ha. Trong cái vụ án này coi chừng là chị Hằng nữa thì té ngựa. Tại vì chị Hằng là người bị hại của Hằng Ly rồi đấy. Còn những người khác thì làm sao? À, bên Đại Nam người ta im lặng chứ không phải ta sợ các bạn đâu ha. Diều sóng gió dập diều đưa tới, nào là trốn thuế, nào là nợ, nào phá sản, nào là thay đơn đổi chủ, nào là oxy Trung Quốc, nào là bán nước cầu dinh tùm lum tùm la ha. Ngon lắm các ông bà, ngon lắm. Tại anh Dũng anh có sự từ bi đó, chứ còn giống như công ty của tôi đang làm mà đụng tới một cái thì thấy cảnh hay các bạn, đụng tới một cái thì thấy cảnh. Tôi nói các bạn biết như vậy đó. Trời ơi trời, người ta buôn bán, người ta làm từ thiện mắc mớ gì mình, đúng không? Cái chuyện người ta làm sai thì người ta chỉ bị nhiễm với pháp luật. Không quen, không lạ, không ấy, không biết lên chửi người ta. Chửi người ta rồi đòi xét nghiệm ADN người ta. Bây giờ khi mà tòa đổi cái tư cách tố tụng lại thì lồng lộng lên đòi mình mà người bị hại mới chịu. Bị hại không bị hại gì đó thì tôi nghĩ rằng cơ hội đồng xét xử sẽ xử lý trong tương lai thôi. Chúng tôi chỉ còn nhịp dò, chúng tôi sẽ 12 ngày nữa rất nhanh, chớp mắt mở mắt ra các bạn. Đó. 21 là ngày thứ năm của tuần sau nữa, tôi đang ngóng trong từng ngày các bạn để xem những khuôn mặt tử tế, những khuôn mặt nam thanh nữ tú sẽ bị lột xuống, lột xuống rồi sau đó là cái gì, rồi sau đó là những cái việc mà nói lén sau lưng chiến sĩ ha, chạy đâu cho thoát. Chỉ trước khi kết thúc chương trình này tôi cho các bạn nghe lại một lần nữa ha. Cái em này, em Hoàng Kim Dung, cái em này nghĩ là trong một thời gian cái em này tắt kênh YouTube rồi không sao cả, bây giờ cái em này lợi dụng vào kênh YouTube để công kích cơ quan chức năng. Em này và anh Thu đó coi chừng đi chung đó, đi chung với nhau các bạn nè. Hoàng Kim Dung, Quỳnh Như và dì Hằng Ni, Lê Minh, Lam Dâu cấu kết với nhau đấy. Tự giận đúng không? Rồi. Rồi sao nữa? Để cho nhau dễ dàng hơn. Ok. Và riêng Hoàng Kim Dung là sao? Thám tử cao là phải đưa thông tin cho Dung. Tất cả những cái bọn mà nó vu khống cho Dung ở trên mạng, thám tử cao đưa cho Dung. Viết hồ sơ cho anh nhanh. Được. Để làm lại kiện chúng đó. Chứ làm sao mà Dung có thể ngồi đó, Dung lân mò làm tất cả mọi thứ trong cái đó. Thám tử cao có tất rồi. Thì gửi cho Dung rồi, kể cả Phan Phong. Có tất, anh chị em yên tâm đi, Dung công khai luôn. Đó, có tất mà chơi công khai luôn thì ngon đó. Ngon lắm, em ngon lắm. Em ngon lắm em ạ. Và bây giờ em này đã trở lại YouTube rồi. Và không cà khịa gì Hằng nữa, sợ mà cứ nói chị Hằng là một ông Phật, một bà Phật gì đó. Nhưng em này lại dùng cái Facebook của mình để công kích vào cơ quan chức năng. Hễ mà báo đưa tin về một cái vụ tham ô nào đó là bắt đầu em này suy diễn theo ý mình, chứ không phải là theo ý chí của đảng và nhà nước chúng ta. Trời ơi, nói ai nói có cá nhân chứ. Cái này là do cá nhân thôi chứ đâu phải do tập thể.
mà tốt nhất chúng ta biết cái gì chúng ta nên nói và chúng ta đừng suy diễn lung tung. Nhưng em này trong thời gian qua đã làm rất là nhiều điều sằng bậy, lên mạng sằng bậy. Thì tôi nghĩ rằng là không sớm thì muộn thôi các bạn, không sớm thì muộn. Các bạn thấy trong cái phát biểu của em này có hai người nữa ha, tỏ vẻ ra tử tế này kia đồ, trời ơi chơi núp lùm kỳ quá. Các bạn thấy ghê không? Trời ơi, hỏi sao mà chị Hằng chị không có lên trên mạng mà chỉ gửi hết cái này người kia, có nguyên nhân hết à. Các bạn cảm thấy như thế nào về cái bản tin này? Các bạn thấy hay không? Đó. Cứ ngỡ rằng mình là người bị hại khi bị Hằng chị Hằng chửi. Rồi chị chửi chị Hằng có lẽ phải là người bị hại không? Như vậy trong vụ án hai người bị hại thì biết xử ai? Thì tòa án người ta ghi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là quá chính xác. Đi đến phiên tòa ai là cái người mà xúc phạm ai trước thì người ta mới xác định được tư cách lại. Thì đó là điều hết sức là hợp lý. Tôi cũng hoan hô bác Bùi Đức Nam đã có những suy nghĩ hết sức là tuyệt vời các bạn. Đó là một vị bao công sống giữa đời thường đó các bạn. Có nhiều người được dạy về pháp luật vì cái bác này á, là ok. Các bạn không tin các bạn hỏi em Nguyễn Hoài Đức thử xem. Em nói là không có chạy nổi đâu. Và trong thời gian qua em này khoảng chừng một tuần đổ lại đây á, nói xấu cơ quan chức năng rất là nhiều. Cứ hễ mà báo lên mà nói cái vụ nào đó mà có liên quan đến tham ô hối lộ là em này suy diễn lung tung. Thưa các bạn, ok, một lần nữa mình cũng xin cảm ơn và tấm chào tất cả mọi người. Cái series nói về MVR đòi làm vai trò người bị hại, thì trên quan điểm cá nhân của em ta thì em ta làm gì để bảo vệ em ta là đúng chứ không có sai. Tuy nhiên hãy nhìn lại những cái việc làm quá khứ của mình. Việc làm của mình có cà khịa chị Hằng không? Mình có chửi chị Hằng không? Thậm chí là còn yêu cầu vu vơ là xét nghiệm ADN của chị Hằng với người khác. Các bạn nghĩ như vậy, các bạn bị như vậy rồi các bạn có lòng lộng lên mà các bạn chửi lại ngược lại không? Và theo cái tin nhắn mà anh Tuy Phạm đưa lên thì các bạn thấy thời gian nó trùng khớp hoàn toàn. Trùng khớp hoàn toàn các bạn đây. Đây là tin nhắn mà tôi chụp lén từ cái kênh anh Tuy Phạm. Anh Tuy Phạm hứa là sẽ lập vi bằng những cái tin nhắn thế này gửi cho anh phía bên chị Hằng. Nếu anh ta làm điều đó, nếu anh ta cần chi phí, tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình. Tôi nói các bạn, tôi nói là tôi làm nha, chứ không phải tôi nói đồ chơi đâu. Còn riêng về chị Đinh Lan, vài bữa nữa tôi sẽ quay ngược trở lại chị ha. Tôi sẽ làm một video clip thật là hoành tráng về chị. Chị hổng gà, chị thích gọi người ta là súc vật này kia lắm. YouTube này, em cũng xin chúc mọi người một lần nữa luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Quý vị và các bạn nhớ bấm like và subscribe ủng hộ em nhé. Một lần nữa xin bye bye, tạm chào, hẹn gặp lại vào tối nay.